Rồi xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bãi kiển của em Như Ngọc ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai giống, mai ghép giống cúc hồng thanh tú nè, cúc hoàng đế cô chú anh chị ha, rồi cúc cam nè, cúc không nhị, rồi cô chú anh chị cúc sông hỷ, cúc 150 cánh ha, ghép được hai mùa rưỡi cô chú anh chị, mức giá chỉ từ 250.000 một cây, 250.000 một cây là bao phí vận chuyển luôn ha cô chú anh chị, mong cô chú anh chị vào xem được ủng hộ cho em Ngọc nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Ngọc, đem Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chào em Ngọc ha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào cô chú anh chị. Rồi hôm nay mình lên giao lưu một số cây mai giống bên vườn mình em ha. Dạ. Rồi vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn đi em, mã số. Mã số 21N. Rồi. Cũng là một cây cúc hoa hồng. Rồi, cây này ghép gốc nhớt liền cốt ha. Cây này quỳnh thân là được 8. Rồi, bo già. Chiều cao là được 64. Tán ngang là được 44. Và cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi, đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 22N. Cũng là cây cúc hoàng đế ạ. Rồi. Quỳnh thân là được 15. Rồi, cái chục ghép khá to của chú anh chị ha. Chiều cao là được 49. Rồi. Tán ngang là được 40. Và cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 22N. Rồi. 23N. Rồi. 23N. Cây hoàng đế nữa em ha. Dạ. Rồi. Cây này quỳnh thân là được 12,5. Rồi. Cây này tàn đều của chú anh chị ha. Chiều đôm cao rồi. 65. Tán ngang là được 53. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 24N. Rồi. Cũng là một cây cúc cam à. Rồi. Cúc cam nha cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 11. Cây đi tọt rất là mướt luôn ha. Chiều cao 52. Rồi. Tán ngang 50. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi cây. Rồi mã số 25N. Mã số 25N cũng là một cây cúc không nhị vậy. Rồi. Cây này quỳnh thân là được 13. Rồi. Chiều cao là được 41. Tán ngang là được 44. Dạ cây này cũng xin giao lưu là 250k. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 26N. Cũng là một cây cúc phượng thanh tân à. Rồi. Quỳnh thân là được 11. Chiều cao là được 57. Tán ngang là được 56. Dạ cây này cũng xin giao lưu là 200 à. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 27N cũng là một cây cúc phượng thanh tân ha. Dạ. Rồi, cái này tàn bự nha cô chú anh chị, thông số luôn đi em. Cái này hoành thân là được 12. Rồi. Chiều cao là được 60. Tán ngang là được 65. Dạ cái này con xin giao lưu là 250k. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 28N. Mã số 28N cũng là cây cúc sông hỷ vậy. Rồi, cái này tàn đều ha, ấm tàn luôn cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 10. Rồi. Chiều cao 43, tán ngang 40. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 29N cũng là cây phú tân. Cây này quỳnh thân là được 11,5. Rồi. Chiều cao là được 51. Già đón lên được coi chuẩn bị cơ 2 ha. Tán ngang là được 36. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 mà. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 30N. Rồi. Cây này cúc 150 cánh em ha. Dạ. Rồi, thông số luôn ha. Dạ, cây này quanh thân là được 12. Rồi. Chiều cao là được 62. Tán ngang là được 63. Dạ, cây này con xin giao lưu là 250k. Rồi, cây này cuối clip luôn ha. Dạ. Rồi, chào hết luôn giùm anh nha. Dạ, em chào anh. Dạ, con xin chào chú bác anh chị. Con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.